Xin chào mọi người. Ây, chiều bây giờ là 6 giờ chiều rồi. Dâm nắng rồi thì mới dám bắt ra để quay video cho mọi người đây. Mấy hôm nay thì bận quá nên là cũng là em cũng lâu lâu chưa lên sóng cho mọi người xem. Đàn này thì khung gọng rất là to, cao, dài, cứng cáp. Các anh nuôi hoàn toàn yên tâm luôn. Con màu đu rông này. Con đu rông này giờ nó mấy nữa nó phải thay lông cơ thì mới ra cái màu đu rông đậm ưng ý của mình được các anh ạ. Chứ còn bây giờ là màu của nó còn hơi ánh đỏ một tí. Đàn này một phả là một bên của nó là Mexico, một bên là Pháp Bỉ, nên mọi người thường thấy là vừa ra đỏ đen, mà đỏ đen lại ra được toàn siêu phẩm là gầm đen, lồng bốn chân đen. Cái màu này nó rất là đẹp luôn. Em nắng lạc lạc trai cho nó quay mắt lạc lưng. Đây mọi người nhìn này, tai lên rất là đẹp này. Hơi tối một tí nhỉ. Đây gì này cho mọi người xem. Cho mọi người xem rõ này, cái chất lông của nó này. Giờ nó mới đầu nó thay lông thôi, mà cái chân tay của nó đầu thủ rất là to và đẹp luôn. Cái đàn này đầu rất là đẹp luôn. Tí nữa em quay video riêng từng con ấy cho mọi người xem cho dễ ạ. Đây con đực này, đực đỏ này. Đây là lớn lên là đỏ bã trầu, màu đỏ hung ấy. Chân tay to chưa. Đấy phải giả vờ lia lia cái chai như thế này để cho